Thưa quý vị, tới đây việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ mang tới nhiều lợi ích cho công dân. Để tạo điều kiện cho các công dân đủ điều kiện đều được cấp tài khoản định danh điện tử. Tại Đà Nẵng, nhiều mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng tại các tổ dân phố nhằm thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. Đồng thời, nhiều hình thức tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã được triển khai rộng khắp, ghi nhận tại quận Hải Châu. Sau khi biết có thể đăng ký tạm trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công, bà Vũ Hồng Diễm Trinh đã đến điểm dịch vụ công trực tuyến của phường Hải Châu 1, quận Hải Châu để đăng ký tài khoản. Bà được hướng dẫn làm thủ tục này ngay trên điện thoại. Thao tác đơn giản, nhanh chóng giúp cho bà tiết kiệm được nhiều thời gian. Khi mà ở trong cái tu viện tập thể của tôi thì nó đông, mà mỗi năm, hàng năm đều phải đăng ký tạm trú hết. Mà đăng ký tạm trú thì mình phải viết tay hoặc là mình phải đánh máy, mấy chục người như vậy thì cũng bất tiện. Còn ví dụ như mà mình làm trực tuyến thì mình chỉ cần nhập thì nó đã có thông tin như mọi năm mình đã có sẵn như thế, mình nhập thì nó nhanh hơn. Điểm dịch vụ công trực tuyến phường Hải Châu 1 vừa được triển khai xây dựng trong thời gian ngắn, nhưng với những tiện ích mà nó mang lại, hàng ngày có rất đông người dân đến để đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở. Ví dụ như vừa rồi mình đi làm là tư pháp cho bằng Google vậy, thì mình phải lên trên văn phòng một cửa, mình ngồi đợi rất là lâu. Nhưng mà bữa nay có khai ở nhà thì mình đến nhà mình khai trước, xong rồi mình chỉ lấy mình nộp thôi. Rồi đến nhà họ cho mình giấy hẹn, mình cầm đến nhà mình lấy mình nhận cái khoản mình đi về thôi. Nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong thời gian đến thì công an phường cũng đã tham mưu cho tổ đề án 06 của phường thì sẽ tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan nhà nước, trường học, ngân hàng, rồi các khu dân cư để mà tuyên truyền đến bà con nhân dân được biết để mà liên hệ điểm dịch vụ công trực tuyến để làm việc. Trong nỗ lực xây dựng chính quyền số, công dân số, lực lượng công an cơ sở cũng đang triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, lập các tổ hỗ trợ dịch vụ công đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà và thực sự hiểu được lợi ích của đề án 06.